Các bài đọc ngày Chủ nhật thứ năm thường niên 5B. Bài đọc 1. Tiết sách Gióp. Gióp chương 7. Bây giờ Gióp nói rằng khổ dịch là đời sống của con người trên trái đất. Ngày của họ giống như ngày của người làm công, cũng như người nô lệ khát khao bóng mát, như người làm công ước mong lãnh tiền công thế nào, thì tôi cũng có những tháng nhàn rỗi, có những đêm người ta bắt tôi làm việc cực nhọc. Nếu tôi đi ngủ thì tôi lại nói chừng nào tôi mới thức dậy, và chừng nào là đến chiều, tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối. Ngày của tôi qua nhanh hơn chiếc thoi đưa, nó tàn lụn đi mà không mang lại tia hy vọng nào. Hãy nhớ rằng đời sống tôi chỉ là một hơi thở, mắt tôi sẽ không nhìn thấy hạnh phúc. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 146. Hay chúc tụng Chúa, đấng cứu chữa những kẻ dập nát tâm can. Hay chúc tụng Chúa, đấng cứu chữa những kẻ dập nát tâm can. Hãy ngợi khen Chúa vì người háo tâm. Hãy ca mừng Thiên Chúa chúng ta vì người êm ai. Thực người rất đáng ngợi khen. Chúa xây dựng lại Jerusalem, tập hợp con cái Israel phân tan. Hãy chúc tụng Chúa, đấng cứu chữa những kẻ dập nát tâm can. Chính người chữa những kẻ dập nát tâm can và băng bó vết thương của lòng họ. Người ấn định con số các ngôi sao và đích gọi đích danh từng ngôi một. Hãy chúc tụng Chúa, đấng cứu chữa những kẻ dập nát tâm can. Chúa chúng ta cao cả và mãnh liệt quyền năng. Sự khôn ngoan của người thực là vô lượng. Chúa nâng cao những kẻ khiêm cung, người đè bẹp đưa ác nhân xuống tận đất. Hãy chúc tụng Chúa, đấng cứu chữa những kẻ dập nát tâm can. Bài đọc 2. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng tin mừng thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Giả như nếu tôi tự ý đảm nhận việc ấy thì tôi có công, nhưng nếu tôi bị ép buộc thì tôi phải làm trọn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi. Vậy thì phần thưởng của tôi ở đâu khi rao giảng tin mừng tôi đem tin mừng biếu không? Tôi không dùng quyền mà tin mừng dành cho tôi, mặc dầu tôi được tự do đối với tất cả mọi người. Tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người, hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã ăn ở như người yếu đau. Đối với những kẻ yếu đau, để thu hút người yếu đau, tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất cả những việc đó tôi làm vì tin mừng, để được thông phần vào lợi ích của tin mừng. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Chúa phán: Chiên của ta nghe biết tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Phúc âm.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, người cùng với Gia-cô-bê và Gioan đến nhà Simon và An-rê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức người ta nói cho người biết bệnh tình của bà, tiến lại gần người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đái các ngài. Chiều đến lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm, những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ và không cho chúng nói, vì chúng biết người. Sáng sớm tinh sương người trỗi dậy, ra khỏi nhà đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm người. Khi tìm thấy người, các ông nói cùng người rằng, mọi người đều đi tìm thầy, nhưng người đáp, chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận để ta cũng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilê và xua trừ ma quỷ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.